Vừa qua, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015, lợi nhuận ước thực hiện của Tổng Công ty năm 2015 đạt 1.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 4,6% một năm. Nộp ngân sách đạt mức cao nhất là 8.283 tỷ đồng vào năm 2013. Ở lĩnh vực thuốc lá điếu, giai đoạn 2011-2015, Vinataba luôn là doanh nghiệp chiếm thị phần chủ đạo trong ngành hút thuốc lá. Cùng với đó, Vinataba luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá nội địa, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu thuốc lá các loại cho sản xuất trong nước. Còn theo báo cáo, hàng năm, Đảng bộ Vinataba có trên 95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu của Đảng bộ là đưa Tổng Công ty tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá Việt Nam, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của toàn Đảng bộ Tổng Công ty trong nhiệm kỳ 2010-2015. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ công tác lãnh đạo của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đã thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu, tiếp tục khẳng định vị trí là đơn vị vững mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng và giữ vai trò dẫn đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam, giữ vững và phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu.